Nãy em thấy cái này là bật bao nhiêu phút, cũng cách âm cách nhiệt. Cách âm cách nhiệt trong trái 30 phút. 30 phút. Dạ. Nói chung là trái là cái nào cũng trái, nhưng mà cái phùng. Này chịu được 30 phút. Đúng rồi, nếu mà được tiếng là ngon. Thường là quy định chống cháy là 1 tiếng để người ta thoát, người ta thoát ra khỏi tòa nhà. Vậy sợi thủy tinh nè, 30 phút thì cũng ngon rồi. Cái này là khung đẹp, rồi bên em là dạng cắt theo là... Cái này thường chống cháy phải rock gun chứ. Dạ. Cách âm, cách nhiệt chống cháy là rock gun. Dạ. Cái này phải rock gun không? Cái bên đây là sợi thủy tinh nè, nhưng mà bên kỹ thuật đó chuyên sâu, thì có gì anh chỉ phải với em. Dạ. Cái khung này là bằng gì? Bằng kẽm. Kẽm. Bao nhiêu, kích thước bao nhiêu, dày nhiêu? Dạ cái này thì bên kỹ thuật này em không có làm, nhưng mà cái demo thì chung giới thiệu chị. Có bao gồm cái lớp đá chưa? Lớp đá rồi anh. Lớp của ngoài á, lớp đó. Lớp gạch này thì chưa. Chưa. Gạch này tùy người thích nhát ghép, người thích gạch ý, người thích gạch gì đó. Thì cho khách hàng chọn. Vậy bên em bao gồm cái gì, bao gồm cái gì vậy? Bao gồm cái khung này, cái vách. Vách ngoài đó là vách thật cao hay gì? Còn cái lớp rock quần chỉ bao gồm cái sườn thôi, cái sườn thôi. Bao gồm cái đó là gì? Một vuông, một vuông em ra ngàn mấy vuông đúng không? Còn cái gạch với bên trong thì tùy theo khách hàng, với là cái thiết kế. Bên em lấy cái chút thuốc. Ừ.